Bên này là sườn mạn đằng giáp Thái Nguyên của Tam Đảo anh em. Đỉnh Tam Đảo nó tít trên kìa. Đỉnh Tam Đảo nó trên này, còn khu du lịch nó đằng sau của cái núi này. Nên mình đã đi sâu vào trong khu du lịch, rơi vào tầm cỡ khoảng hơn 15 cây đi bộ anh em. Khu vực này rậm rạp mà. Nhiều ruồi lắm anh em ạ. Đây. Đây một cây ruồi. Thân rất lớn này. Rất nhiều năm. Ngút ngàn toàn ruồi. Một cây. Nhiều ruồi lắm anh em. Chim bịp nó kêu. Cái này đẹp quá. Anh em nhìn. Quá đẹp luôn. Rừng ruối anh em. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa ruối này. Ôi, quả nó mọc lắm. Quả mọng gì nhỉ? Rất đẹp. Anh ăn được không? Nhìn vậy nhỉ? Ừ. Rất đẹp luôn. Hoa kín cây luôn. Cành kia vàng chát luôn. Nhìn vậy như cherry nhỉ? Ừ. Như cherry luôn. Đây, anh em này canh hạng thế. Chặt hoa luôn. Gốc thì cây này nó là quần thụ. Được, anh em tiếp chặt. Chơi quần thụ. Đây anh em đi bao giờ nhìn thấy hoa cây ruối chưa? Đây hoa ruối. Cây này rất là nhiều hoa luôn. Có lô. Đây, hoa ruối này anh em này. Cây ruối rất đặc biệt. Cực kỳ nhiều hoa luôn. Hoa tất trên cây này. Thực ra mình rất ít khi nhìn thấy hoa ruối mà hoa ruối lại nhiều như thế này. Cực kỳ là hiếm luôn. Trên đây toàn thổ dân này anh em ạ. Toàn người dân tộc, người ta đi chăn bò. Đây, đất dưới này. Cây ruối này rất là đặc biệt nhỉ. Lần đầu tiên mình nhìn thấy cây ruối có nhiều hoa như này, hoa đẹp như này. Đây. Trên kia hoa vàng hết cây luôn. Rất đẹp, độc đáo. Hoa ruối rất độc đáo anh em ạ.